trong những cái kinh nghiệm về các bác nuôi chim sinh sản để cho nó làm cho con trống nó giảm giảm căng. Con trống nhiều khi nó căng quá nó sẽ đánh con mái mà con mái nó sẽ bỏ ấp. Thì nhiều khi các bạn lên để cho nó gù. Cái việc gù này nó sẽ giảm cái độ sung sinh lý của nó sẽ giảm đi. Không là nó sẽ đánh con mái. Các bạn cứ hay hỏi tại sao là nó đánh, bởi vì là như vậy. Cái sinh lý của nó căng quá. Đó. Thì trong quá trình nuôi chim cu sinh sản có bất kỳ vấn đề gì, anh em có thể alo cho tôi có thể đồng hành cùng các bạn. Dù nhiều dù ít tôi cũng sẽ có những cái